Xin chào toàn thể quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Đây em sẽ giới thiệu cho quý khách một mẫu chậu chữ nhật nhỏ này, rất là đẹp luôn, bằng composite nhé. Mẫu này thì đổ đáy nhé, mà đặc biệt là những mẫu đổ đáy thì nó sẽ không có bọt khí nhé. Vì khi mình đổ đáy là tất cả là bê tông là nó sẽ đòi bọt khí lên phần đáy này. Vì vậy là khuôn da rất là đẹp nhé. Và chậu cực kỳ đẹp luôn đây ạ. Đây, hoa văn của nó rất là đẹp luôn nhé. Ở đây là hoa văn cuốn thư này các bác nhé. Hai bên này là cuốn thư, còn hai bề rộng là hoa văn lá nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ. Chậu dày dặn chắc chắn. Đấy. Mẫu này thì có giá là 1.400.000 nhé. Bao phí vận chuyển về tận nhà cho quý khách nhé. Ba có nhu cầu về mẫu chậu nhỏ này hoặc là bên em còn rất nhiều mẫu chậu lớn đây ạ. Chỉ tầm từ hơn 3 triệu trở lên thôi là các bác đã có những chiếc chậu composite rất đẹp rồi ạ. Đấy, mẫu này thì có kích thước là 60-90 nhé. Cũng có lòng trong, chậu cuốn thư cực kỳ đẹp luôn ạ. Và bên Minh Thiên làm gia cố rất chắc chắn nhé. Đây nè, đấy. Các bác không lo khi mà đổ mình bị bê tông nó bị đợi lên. Bởi vì đây, bên em đã thiết kế này, có thanh đẹp này, rất là chắc chắn luôn. Mẫu này thì kích thước 50-70 nhé. Mẫu này là chữ phúc lộc thọ nhé. Đấy. Tất cả là đều có lòng và đáy nhé. Những chậu nhỏ này bên em làm cả lòng và đáy nhé. Chỉ duy nhất những chậu mà to có kích thước lớn thì sẽ không có lòng. Đây ạ, hôm này là mẫu chậu tứ linh nhé. Kích thước là 60-80 nhé. Đây. Đấy. Rất là đẹp luôn, rồng long ly quy phụng luôn. Đấy, tấm đáy này rất là đẹp, kín mít luôn nhé. Quý khách hãy liên hệ số điện thoại là 0865 026 066 nhé, để được tư vấn trực tiếp và gửi hàng cho quý khách ạ.